Thưa quý vị, Mặc Lâm hôm nay sẽ có một món mới để mà cùng với quý vị làm để chúng ta thay đổi món ăn. Quý vị biết là thú linh á, là một cái món mà trong cái phần của con heo là nó ngon nhất. Cái ngon của nó là và tại vì ở trong nó béo quý vị, nhưng mà làm nó thì cũng cực lắm. Ngày hôm nay thì Mặc Lâm sẽ không làm thú linh theo kiểu thường mà sẽ làm thú linh hông khói với một cái loại lá mà ở Mỹ nó kêu bằng rosemary, mà Việt Nam chúng ta gọi là lá hương thảo đó. Sau khi mà cái được xong cái loại lá này đó, thì cái miếng thú linh của chúng ta nó sẽ khác với lúc thường rất là nhiều. Và bây giờ mời quý vị theo dõi cùng với Mặc Lâm để trước tiên là làm sạch cái thú linh trước. Vâng, thú linh trước khi mà làm sạch đó, quý vị, đây là cái bề ngoài của nó. Chúng ta lộn ra cái mặt trong của nó. Ở mặt trong nó là những cái tảng mỡ nó dính bám theo cái thú linh này, nó ngon là nhờ cái này. Nhưng mà chúng ta cũng phải bỏ một chút xíu muối vào đây để lin cái phần trong của nó quý vị. Muối thì Mặc Lâm ngày hôm nay dùng muối hột, và chúng ta sẽ cho một ít nước. Và chúng ta bóp cái phần ruột của nó quý vị, cho nó có những cái chất dơ đó nó theo ra ngoài hết. Cái thú linh này ở tiệm đó Mặc Lâm mua, Mặc Lâm thấy là họ làm đã rất là sạch rồi và nó không có mùi. Đó là có thể nó là cái ưu tiên của ở bên Mỹ này, khi mà họ bán món ăn đó thì cái gì cũng lại họ cũng làm cho tới sạch sẽ hết, chứ nếu không thì khách hàng họ không mua đâu. Khi mà rửa thú linh đó, quý vị nhớ là phải chà cho nó bằng muối hột nữa, tốt hơn muối thường quý vị. Vì muối hột nó lớn hột đó, cho nên nó khi bóp nó thì nó ra cái chất dơ nó rất là nhiều. Vâng, đây là cái chất dơ của nó. Quý vị có thể, nếu mà là làm như vậy đó thì bóp muối hột chừng 2 lần thì nó mới là ra sạch được. Bây giờ cho quý vị cho thêm một lần nữa. Cái món này thì ăn là rất ngon, nhưng mà làm thì cũng hơi cực quý vị. Cho nên là quý vị khi mà làm thú linh thì cũng để ý nó một chút xíu. Vâng, bây giờ thì chúng ta lộn nó trở ra lại để mà rửa cái bề ngoài của nó. Để chà sát cái bề ngoài của nó. Cái thú linh này rất là ngon quý vị, dòm thấy là nó rất là ngon. Và Mặc Lâm nghĩ rằng đây là cái thú linh mà Mặc Lâm may đó, là mua được cái loại thú linh mà họ làm rất là sạch đó quý vị. Còn ở Việt Nam thì Mặc Lâm không có hiểu là nó sạch dơ cỡ nào, nhưng mà Mặc Lâm nghĩ rằng chắc họ cũng làm thật sạch mới bán được thôi. Chứ còn nếu mà dơ thì làm sao mà bán. Tuy nhiên sạch hay dơ gì thì chúng ta cũng phải làm cho nó thật kỹ quý vị ạ. Cái ruột ở trong đó quý vị đừng có lấy dao mà cạo nha, tại vì cái lớp mỡ nó là cái lớp ngon, nó bám vào cái thành ruột đó, nó là một lớp mỡ là nó ngon hơn cái ở ngoài nữa. Cho nên nếu mà làm mà lấy dao mà cạo cái lớp mỡ đi thì không có còn ngon đâu. Việc kế tiếp là chúng ta có bột này quý vị, bất cứ bột nào cũng được, nhưng mà quý vị nên dùng bột bắp và hay là bột mì thì cũng tốt thôi. Thì cái bột này đó, khi mà quý vị chà vậy thì cái bột nó sẽ dính với chất dơ, nó theo nước nó tràn ra ngoài luôn. Không quý vị, quý vị bóp cho tới khi nào nước trong lên nó mới được, nước nó trong lên chứ nó không còn cái màu đục này nữa mới được quý vị. Và bây giờ sau khi chúng ta đã khử sạch cái bột rồi đó, thì cái bước cuối cùng là chúng ta bỏ giấm vào đây. Quý vị cho vào đây chừng khoảng 2 muỗng giấm trắng nha quý vị. Giấm nó sẽ giúp cho cái tẩy cái mùi hôi rất là hiệu quả. Vâng, quý vị xả nước 2-3 lần cho cái... Bây giờ là thì quý vị thấy cái lòng này rất là sạch rồi. Nó không còn cái màu vàng nữa. Nó trở thành trắng rồi quý vị. Bây giờ thì chúng ta để vào đây cho nó ráo nước một chút xíu. Chúng ta bắt cái nồi lên để mà bắt đầu chuẩn bị để mà trụng đó. Nhưng bây giờ thì chúng ta bắt đầu trụng thịt này quý vị.
Trụng cái thú linh này thì cũng mau thôi chứ không có lâu. Khi nước sôi lên á, quý vị cho vào đây một muỗng cà phê, một muỗng ăn canh giấm nha quý vị. Vâng. Cái giấm này, khi mà quý vị trụng cái giấm này đó thì nó sẽ, thứ nhất là làm cho sạch, nó không có hôi. Thứ hai là nó làm cho cho cái miếng thú linh của chúng ta nó giòn. Bây giờ quý vị bỏ nó vào. Vâng. Khi nước nó sôi lên một chút xíu, nó sẽ là teo cái miếng thú linh của chúng ta lại và nó tròn lại như vậy. Quý vị thấy nó rất là ngon. Và khi nó teo, nó tròn lại như vậy đó, thì nó sẽ vừa khử mùi mà vừa là giòn cái miếng thú linh nữa. Khi quý vị cho như vậy rồi đó, khi mà nước nó sôi trở lại ra, chúng ta vớt nó ra. Vâng, bây giờ nó đã bắt đầu sôi trở lại rồi quý vị. Vâng, nước bây giờ nó đã sôi trở lại, chúng ta vớt nó ra quý vị. Quý vị cho cái nước nó ra hết nha, đừng có để cho nó đọng ở trong này. Vâng, bây giờ tới phiên chúng ta luộc cái thú linh này với những cái gia vị mà không có thể không có. Thưa quý vị, chúng ta ngày hôm nay có một món gia vị mới, đó là món bạch chỉ. Bạch chỉ thì quý vị ở Việt Nam cũng biết rồi, đây là một cái loại thuốc bắc, nó có cái tính cách trừ khử cái mùi rất là hay khi trong nấu ăn, và nó còn bổ dưỡng nữa. Khi mà những cái thang thuốc bắc đó mà để mà cho người già yếu hay bệnh tật này, thường thường là người ta bỏ cái bạch chỉ này vô. Bây giờ cái bạch chỉ này bỏ vô trong, quý vị cho bỏ vào trong cái nước này, Mặt Lâm sẽ dùng cái nước để luộc thì chừng khoảng 2 lít nước thôi, để cho cái số thú linh này. Cái điều thứ hai đó cần thiết đó thì chúng ta có gừng và hành. Gừng và hành quý vị bỏ vào đây luôn chừng khoảng 4 lát gừng và hai cái tép hành lá đó quý vị, cắt khúc ra. Chúng ta cũng có ớt khô đó, quý vị bỏ vào đây chừng khoảng 4-5 trái ớt khô. Chúng ta có hoa cánh hồi đó, cái cánh hồi đó quý vị bỏ vào đây chừng khoảng 40 cánh hồi. Một miếng quế khô. Và tiêu tứ xuyên. Quý vị biết là tiêu tứ xuyên đó, khi mà quý vị bỏ vào đây đó thì nó sẽ làm cho cái nước nó rất là thơm và nó hơi the the, nó rất là ngon. Quý vị bỏ vào đây một muỗng cà phê tiêu tứ xuyên. Nếu không, quý vị không có tiêu tứ xuyên thì quý vị bỏ tiêu trắng của Việt Nam mình, tiêu hộp cũng được quý vị. Và chúng ta có một muỗng ăn canh đường phèn, quý vị bỏ vào đây luôn. Về chất tạo mặn đó thì quý vị bỏ vào cái này đó dùm cho Mặt Lâm là 2 muỗng canh xì dầu, loại thường thôi quý vị, loại thông thường quý vị ăn đó, 2 muỗng canh. Vâng, 2 muỗng canh. Cái xì dầu mà hắc xì dầu đó, xì dầu đậm màu đó, quý vị cho vào đây nửa muỗng canh hắc xì dầu. Và quý vị cũng nên giấm nữa, quý vị cũng giấm đen. Nếu giấm của Nhật, quý vị có giấm Nhật thì càng tốt, còn nếu không thì quý vị cho giấm thường, giấm gạo cũng được. Cho nửa muỗng canh giấm. Vâng. Tất cả những thứ này khi mà nó hòa trộn vào đó thì quý vị sẽ thấy nó ra cái màu rất đẹp. Quý vị cũng cho 1/3 muỗng cà phê muối. Vâng, vậy là xong đó quý vị. Bây giờ chúng ta tiếp tục bỏ cái thú linh vào để luộc đó. Chúng ta còn một công đoạn nữa, sau khi luộc rồi chúng ta mới là hun khói đó quý vị. Quý vị thấy đây là những cái gia vị bỏ trong cái nước lèo này của chúng ta đó. Thì quý vị thấy là nó rất là nhiều hương vị trong này. Tất cả những hương vị này nó sẽ thấm vào cái thú linh. Và bây giờ quý vị cứ luộc nước sôi vừa vừa cũng được, cũng không có cần phải hạ lửa. Nhưng mà một lát nữa thì Mặt Lâm sẽ trở lại. Vâng, bây giờ thì chúng ta đã được khoảng
30 phút rồi quý vị. Thì nó đã thấm và nó đã rất là ngon. Bây giờ chúng ta tắt lửa và vớt cái thú linh của chúng ta ra. Để làm một công đoạn cuối cùng nữa là chúng ta sẽ hong khói nó. Hồi nãy thấy nó dài vậy nhưng bây giờ nó teo lại thì nó chỉ còn ngắn lại vậy thôi quý vị. Vâng, cho nó cái nước nó ra hết, cho nó khô một chút xíu. Bây giờ chúng ta chuẩn bị để mà hong khói nó. Bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái sửng để mà hấp ra chuẩn bị cho nó. Bây giờ chúng ta sẽ hấp không khói nó bằng một cái nồi không có nước nha quý vị. Quý vị bỏ xuống đây một miếng giấy bạc và muối hột đó. Quý vị bỏ xuống đây 2 hoặc 3 muỗng muối hột ở trên cái miếng này. Dạ, 3 muỗng là được rồi. Và đây là hương thảo, tất nhiên là rosemary đó. Hương thảo này, rau hương thảo này ở Mỹ thì quý vị biết là dễ mua lắm. Nhưng mà ở Việt Nam bây giờ cũng bán rất là nhiều quý vị. Quý vị có thể cắt nhỏ ra bỏ trên trên cái lớp muối của nó. Một lát cái hương thảo này nó sẽ khói nó sẽ bốc vào cái miếng thịt, nó rồi sẽ làm cho miếng thịt rất là ngon. Vâng, quý vị chỉ cần bỏ nhiêu đó thôi. Chúng ta bỏ cái sửng nó lên và khi bỏ thịt vô như vậy đó thì quý vị bắt đầu mở lửa ra. Chỉ một lát sau thôi, khói nó sẽ từ ở dưới cái mà chảo nó sẽ bốc lên và nó sẽ bám vào cái miếng thú linh của chúng ta. Rất là nhanh quý vị làm cái này, hong cái khói này chừng khoảng 5 phút là xong rồi. Khi nó khói nó tan ra rồi đó thì chúng ta lấy xuống liền chứ không có hong lâu. Vâng, bây giờ sau 10 phút đó là cái khói nó bắt đầu nó ám vào, nó lên rồi đó với quý vị, nó có khói rồi đó. Vâng, bây giờ quý vị thấy là nó cái miếng thú linh của chúng ta rất là khô và cái màu vàng của nó rất là đẹp. Bây giờ chúng ta gấp ra và bắt đầu chúng ta cắt ra quý vị. Thưa quý vị, món thú linh hong khói hương thảo của chúng ta đã xong. Và bây giờ quý vị có thể thưởng thức nó cộng với lại một chén xì dầu ớt bình thường thôi, không cần phải nước gì hết á, xì dầu thôi quý vị. Đây là cái món mà quý Mặc Lâm tin rằng quý vị sẽ thích thú. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và Mặc Lâm hy vọng rằng quý vị tiếp tục ủng hộ cái kênh Mặc Lâm Kitchen.